Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ tên là Leslie Hutchin đổ nước xuống con đập Hoover thì xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Khi đi dạo trên con đập lớn, nước phía dưới đang đổ ra dữ dội, cô gái cầm chai nước và đổ xuống. Theo lẽ thường tình, ai cũng tin rằng nước phải chảy xuống dưới. Thế nhưng hiện tượng kỳ thú xảy ra, nước bay ngược lên trên như phản trọng lực. Con đập đó chính là Hoover Dam, cao gần 370m, đã được hơn 80 năm tuổi, chặn ngang dòng sông Colorado và nằm ở ranh giới giữa hai bang Arizona và Nevada của nước Mỹ. Nếu lần đầu chứng kiến hiện tượng kỳ thú này, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên, thậm chí không tin vào mắt mình. Không chỉ có Leslie Hutchins, nhiều du khách cũng chứng kiến hiện tượng tương tự khi đổ nước từ trên đỉnh con đập. Chuyện gì đã xảy ra ở con đập này? Tại sao nước lại chảy ngược lên trên chứ không phải chảy xuống theo lực hút trái đất? Câu trả lời rất đơn giản. Khi gió và không khí va vào bề mặt con đập, chúng bị bẻ hướng gần như 90 độ và chạy sát theo bề mặt con đập, tạo nên một luồng gió tự nhiên thổi từ dưới lên. Vì thế mà khi người ta đổ nước xuống từ trên mép con đập, nước sẽ bị gió hất lên trên, khiến nó giống như một hiện tượng phá vỡ các định luật vật lý. Thật kỳ lạ phải không? Nếu có dịp, hãy thử đặt chân đến con đập này để tận mắt khám phá hiện tượng kỳ thú này nhé! Cánh cửa giả là sự kết nối của sự sống và cái chết. Không chỉ có trong các ngôi mộ, cánh cửa giả còn có rất nhiều ở trong các kim tự tháp. Theo niềm tin của người Ai Cập, cánh cửa giả này là một cái cầu kết nối giữa thế giới của sự sống và cái chết. Người chết có thể đi qua cánh cửa này để đến với cuộc sống hiện tại và ngược lại. Những cánh cửa giả này thường được đặt ở trung tâm của ngôi mộ hoặc nơi đặt đồ cúng cho người chết. Phần lớn nó đối diện phía tây của các kim tự tháp mà theo quan niệm phía tây gắn liền với cái chết. Hơn 2 triệu khối đá để xây dựng đại kim tự tháp Giza. Thông tin chính xác là có tới hơn 2 triệu khối đá, khoảng từ 2,3 triệu đến 2,6 triệu, được sử dụng để hoàn thành đại kim tự tháp Giza, nằm ở vùng Giza Necropolis, giáp với Cairo, Ai Cập ở châu Phi. Bên cạnh đó, để xây được nó, phải mất tới gần 15 mẫu đất, một con số khổng lồ đúng không nào? Các chuyên gia ước tính rằng, khối đá cổ đồ sộ này nặng tới hơn 5 triệu tấn. Diện tích của nó lớn gấp 30 lần tòa nhà Empire State Mỹ. Thật khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Kim tự tháp lớn nhất trên thế giới ở Mexico. Trong khi đại kim tự tháp Giza là công trình cổ đại cao nhất thế giới, thì thực tế cho thấy rằng đại kim tự tháp Cholula là lớn nhất thế giới với 4,5 triệu mét khối. Khối kiến trúc bằng đá đồ sộ này nằm trên ngọn núi lớn gần Puebla. Cholula có diện tích rộng 450 mét, chiều cao 66 mét, tương đương với gần 10 bể bơi Olympic. Nó được ghép lại bởi ít nhất là 6 khối đá cổ, được xây khoảng năm 300 trước công nguyên. Dùng làm nơi thờ cúng cho bầu trời và đấng sáng tạo, Quetzalcoatl của người Aztec, Cholula nếu nhìn từ bên ngoài, người ta có thể lầm tưởng nơi đây như một ngọn đồi với những mảng cỏ và bụi cây rậm rạp. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã tái tạo một phần bên trong và tìm thấy đường hầm dài đến hơn 8 km. Nhiều phòng bên trong của các kim tự tháp vẫn chưa được khám phá hết. Nếu chúng ta coi nhiều phim tài liệu, đọc những thông tin về kim tự tháp cổ đại, hẳn mọi người sẽ tin rằng những căn phòng bên trong tòa tháp hình nón này không thể tiếp cận được. Bởi vì sao? Vì hầu hết đều tin rằng nếu khai phá chúng thì có thể đối diện với một cái bẫy hoặc lời nguyền nào đó chẳng hạn. Nhưng thực tế là chẳng có điều gì bí ẩn ở đây vì những khu vực phòng này đơn giản là được ngăn ra và đóng dấu sau khi việc xây dựng hoàn tất.
và nó không thể được khám phá sâu là do những cấu trúc này quá cũ kỹ. Nếu như chúng ta xâm nhập vào thì sẽ phá hủy những hiện vật quý giá kèm theo. Kim tự tháp cổ đại ở Collinsville lớn hơn kim tự tháp mặt trời. Khối đá cổ này được tìm thấy ở Collinsville, Hoa Kỳ, khởi đầu vào những năm 900 đến 955 công nguyên và hoàn thành vào 1100 công nguyên. Kích thước của nó cao 30m, rộng 955m, được tính toán có chu vi rộng hơn so với kim tự tháp mặt trời ở Teotihuacan. Khác với những công trình kiến trúc khác, kim tự tháp cổ đại này được các nhà sư Mount xây dựng bằng đất sét thay vì bằng đá. Cũng vì xây dựng các gò bằng đất sét nên qua thời gian nó đã bị hư hại khá nặng nề. Người Ai Cập dùng cát ướt để giảm ma sát khi di chuyển những tảng đá lớn. Theo mọi người thì người dân Ai Cập đã dùng cách nào để di chuyển những hòn đá khổng lồ từ những vùng đất xa xôi về xây nên kim tự tháp? Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng người Ai Cập cổ dùng cát ướt để giảm ma sát giúp cho quá trình vận chuyển những tảng đá lớn này được diễn ra dễ dàng. Nhưng giả thuyết này đã bị bác bỏ khi mới đây người ta phát hiện một bức tranh được khắc trong kim tự tháp đã mô phỏng chính xác những gì mà người Ai Cập cổ dùng để vận chuyển những khối đá lớn. Có rất nhiều kỹ thuật sơ khai được áp dụng, cát ướt chỉ là một trong số đó. Hơn 600 ngôi mộ của công nhân được phát hiện. Sau khi ngôi mộ đầu tiên được khai quật vào năm 1990 bởi khách du lịch, các nhà khoa học đã tiếp tục tìm kiếm và phát hiện có tới hơn 600 ngôi mộ tại đây. Trước đây, trong những bộ phim Hollywood, người ta cho rằng đây là xác chết của những người nô lệ. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn không phải vậy, bởi nhà khảo cổ học Sahi Hawass tin rằng đây chỉ có thể là ngôi mộ của những người công nhân, người lao động đã cống hiến hết mình để xây dựng nên kim tự tháp, chứ không phải là nô lệ. Một lý do khá thuyết phục hơn, đó chính là nô lệ thì sẽ không bao giờ được chôn cạnh mộ của vua. Nhiệt độ bên trong kim tự tháp luôn ổn định. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài của những khối kiến trúc bằng đá đồ sộ này khắc nghiệt vì nó nằm ở giữa sa mạc, nhưng thực tế cho thấy điều đó không ảnh hưởng gì đến không gian bên trong những tòa tháp. Các thiết kế và tạo dựng bên trong kim tự tháp cho phép nó vẫn giữ được nhiệt độ ổn định khoảng 20 độ C. Ai Cập không phải là nơi duy nhất có nhiều kim tự tháp. Thực tế cho thấy, ngoài Ai Cập cổ đại thì các nước láng giềng cũng xây dựng nhiều tòa tháp hình nón. Thông tin cụ thể là có tới 255 kim tự tháp được xây dựng tại Nubia trong khoảng thời gian vài trăm năm để làm lăng mộ cho các vị vua và hoàng hậu của vương quốc Nabada và Mroy. Những tòa tháp hình nón tuyệt đẹp này còn được xây dựng bởi những người cai trị của vương quốc Kash, bây giờ là Cộng hòa Sudan. Những công trình tháp nhọn này hoàn thành sau gần 800 năm khi các kim tự tháp đã có mặt ở Ai Cập cổ đại. Trẻ em là nạn nhân trong các kim tự tháp mặt trời. Mặc dù các nhà khoa học đã cố gắng hết sức để tìm kiếm những gì nguyên vẹn, nhưng họ đã đến chậm một bước vì bọn cướp đã lấy hết những tài sản quý giá sau khi xâm nhập vào các kim tự tháp mặt trời. Tuy nhiên, họ đã tìm thấy một bãi chôn lấp có 12 bộ phận cơ thể con người, 10 trong số đó đã bị chém đầu. Các nhà khoa học tin rằng đây có thể là nghi thức của lễ hiến tế trẻ em đã từng diễn ra tại kim tự tháp mặt trời.